Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Sách Edu by J. Thì hôm trước tụi mình có tình cờ đọc được một tin tức từ một tờ báo rất là uy tín với tiêu đề rằng là uống thuốc tránh thai thường xuyên cô gái trẻ bị đột quỵ. Chính vì thế mà tụi mình đã quyết định sẽ làm podcast ngày hôm nay để mà phân tích cho mọi người, cũng giống như đưa cho mọi người thêm một số những cái nghiên cứu và bên cạnh đó là một số những cái báo cáo để chúng ta có thể rút ra được rằng liệu rằng là việc uống thuốc tránh thai thường xuyên có làm tăng nguy cơ bị đột quỵ hay không. Mong rằng là sau podcast này thì tụi mình sẽ cùng nhau bổ sung được thêm thông tin xoay quanh về những vấn đề uống thuốc tránh thai hàng ngày và những nguy cơ đột quỵ để bạn có cái nhìn đúng đắn hơn, tránh bị hoang mang. Từ đó là giúp cho chúng ta đưa ra những cái quyết định khi lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp với sức khỏe của mình hiện tại nha. Vậy thì uống thuốc tránh thai hàng ngày thường xuyên á có làm tăng nguy cơ bị đột quỵ hay không? Thì câu trả lời là có, nhưng nguy cơ rất thấp ở nhóm phụ nữ trẻ, khỏe mạnh và không có yếu tố rủi ro. Vậy thì nếu như không trẻ và đặc biệt là thuộc nhóm mà là phụ nữ đã tiền mãn kinh hoặc là họ đã mãn kinh rồi thì họ cũng sẽ không cần phải sử dụng thêm thuốc tránh thai hàng ngày. Để tránh thai để làm gì đúng không mọi người? Cho nên đa phần những cái nhóm người mà sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc tránh thai kết hợp hiện tại là nhóm phụ nữ trẻ. Cho đến hiện tại thì đã có hàng trăm nghìn phụ nữ đã sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày trong nhiều năm rồi. Chính vì thế mà chúng ta có đủ dữ liệu để đưa ra những câu trả lời trên. Thì trong một nghiên cứu, những người phụ nữ không hút thuốc và có huyết áp bình thường và đang dùng thuốc tránh thai kết hợp với liều estrogen thấp thì có nguy cơ đột quỵ hàng năm là 8.5 trên 100.000. Nghĩa là cứ 100.000 phụ nữ dùng thuốc thì sẽ có 8.5 phụ nữ bị đột quỵ. Nhưng, với những người phụ nữ không dùng biện pháp tránh thai thì con số đó vẫn là 4.4 trên 100.000. Vậy tương ứng rằng độ chênh lệch ở đây cũng là không quá cao. Tuy nhiên là tỷ lệ này sẽ tăng lên nếu như mà các bạn thuộc vào nhóm phụ nữ có yếu tố rủi ro liên quan đến sức khỏe. Cụ thể là phụ nữ trên 35 tuổi và có hút thuốc lá, phụ nữ mắc chứng rối loạn đông máu, phụ nữ bị đau nửa đầu và phụ nữ bị tăng huyết áp. Vậy thì vì sao mà thuốc tránh thai hàng ngày lại làm tăng nguy cơ bị đột quỵ? Lý do là vì loại estrogen có trong cái thuốc tránh thai kết hợp, nó được gọi là ethinylest radial và có trong các hình thức tránh thai nội tiết tố khác nhau như là miễn dán tránh thai. Các chuyên gia cho rằng là loại estrogen này sẽ làm tăng nguy cơ đông máu bằng việc là thay đổi cách gan tổng hợp một số những cái protein ảnh hưởng đến sự hình thành cục máu đông. Do đó là làm tăng nhẹ nguy cơ bị đột quỵ khi mà dùng trong khoảng thời gian dài. Estrogen tự nhiên và các hormone khác nó cũng ảnh hưởng đến quá trình đông máu nhưng mà thường ở mức độ thấp hơn. Và đó là lý do tại sao mà với nhóm phụ nữ có yếu tố rủi ro mà sếp kể phía trên á thì sẽ được khuyên là nên sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết tố chỉ chứa progestin. Và đây cũng là một trong những cái lý do tại sao mà ở nước ngoài các bạn sẽ thấy rằng là khi mà phụ nữ muốn sử dụng thuốc tránh thai kết hợp thì họ sẽ thường tới gặp bác sĩ để làm một số những cái xét nghiệm chỉ định nhất định. Không phải là thể hiện họ bệnh hay không, nhưng mà đôi khi bản thân chúng ta không có biết được rằng là chúng ta có đang nằm trong cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta chỉ nên sử dụng biện pháp nội tiết tố chỉ chứa progestin hay không. Vậy thì nếu như mà estrogen làm tăng nhẹ nguy cơ bị đột quỵ thì tại sao mà nó vẫn được đưa vào là một biện pháp tránh thai? Lý do chủ yếu là vì estrogen làm giảm các cái tác dụng phụ thường gặp nhất của các cái biện pháp tránh thai nội tiết tố. Ví dụ như là chảy máu nè, hoặc là ra máu giữa kỳ kinh nè, và nó cũng giúp làm giảm mụn điều hòa kinh nguyệt nó. Trong khi là những cái biện pháp tránh thai chỉ chứa progestin thì hay gây chảy máu và ra máu bất thường. Đây cũng là một trong những cái nội dung rất là hay mà các bạn nên nốt lại. Bởi vì Trang cũng nhận được rất nhiều những cái câu hỏi về việc rằng em uống thuốc tránh thai, em bị rong kinh, em uống thuốc tránh thai, em bị chảy máu giữa kỳ kinh mà em không biết. Vậy thì nếu như bạn đang lỡ rơi trong trường hợp này, cũng nên kiểm tra xem coi
liệu rằng là cái vị thuốc tránh thai của chúng ta có phải đang là một vị thuốc tránh thai không có chứa estrogen mà chỉ có chứa progestin thôi hay không. Nhưng mà bạn cũng cần phải lưu ý là khi bắt đầu dùng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nội tiết tố nào thì cũng dẫn đến những cái tình trạng chảy máu bất thường. Nhưng cho dù như vậy thì bạn cũng vẫn nên lưu ý khi bắt đầu dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nội tiết tố nào. Bởi vì chúng cũng đều dẫn đến cái tình trạng là chảy máu bất thường, nhưng mà nó chỉ tạm thời cho đến khi cơ thể của bạn đã làm quen với hormone mới từ thuốc. Hơn nữa là nguy cơ bị đột quỵ của thuốc tránh thai hàng ngày, hay còn gọi là thuốc tránh thai kết hợp, lại tùy thuộc vào mức độ estrogen có trong thuốc. Chính vì thế mà sau này các bạn mua, các bạn cũng có thể đọc và tìm hiểu kỹ hơn cái thành phần ở bên trong đó ha. Ở thời điểm ban đầu, khi mà người ta mới sản xuất ra thuốc tránh thai hàng ngày thì công thức thường chứa tới hơn 50mg estrogen. Liều lượng này làm tăng đáng kể cái nguy cơ bị đột quỵ. Cho nên là những cái công thức cải tiến sau này ở những cái thế hệ tiếp theo, những thế hệ càng mới hơn thì đã được giảm cái liều estrogen xuống còn từ khoảng 20mg đến 30mg, thậm chí là có loại chỉ chứa có 0,03mg mà thôi. Do đó là thuốc tránh thai hàng ngày, hay còn gọi là thuốc tránh thai kết hợp, loại mới ở thời điểm hiện tại sẽ có liều estrogen thấp hơn và ít có nguy cơ đột quỵ hơn so với lại các cái loại thuốc tránh thai thế hệ cũ. Tóm chung lại thì bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào nó cũng đều có những cái rủi ro và lợi ích của nó. Vì vậy mà bạn cần phải nhìn vào bức tranh tổng thể của các cái biện pháp tránh thai này. Chúng ta phải xem xét ở cái thời điểm hiện tại, ở đâu cái nào là biện pháp phù hợp với sức khỏe, cũng giống như là phù hợp với điều kiện kinh tế của bạn nhất. Ngoài ra là để đảm bảo sức khỏe tối ưu nhất thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát để được bác sĩ tư vấn là cái loại hoặc là cái nhóm biện pháp tránh thai nào sẽ phù hợp với các bạn nhất, thay vì là các bạn tự đưa ra quyết định. Mỗi năm bạn tập một cái thói quen là hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thật ra thì không chỉ đơn giản là khi mà các bạn sử dụng thuốc tránh thai hay không, mà thật luôn, bình thường, mỗi năm chúng ta vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ theo dõi để xem coi liệu là chúng ta đang có những cái bất thường gì không, liệu rằng là chúng ta có cần căn chỉnh gì hay không. Và với những cái người mà dùng các cái biện pháp tránh thai sử dụng nội tiết tố, để chúng ta có thể theo dõi xem là liệu mình có những cái dấu hiệu gì không tốt, có liên quan hay là không liên quan đến các biện pháp tránh thai mà chúng ta đang sử dụng hay không ha. Rồi, mong rằng là sau chiếc podcast ngày hôm nay sẽ làm cho chúng ta đỡ hoang mang hơn trong việc là uống thuốc tránh thai hàng ngày có khiến cho chúng ta bị đột quỵ hay không. Và mong rằng tất cả các bạn khán giả của sếp sẽ ngày càng có thêm nhiều những cái kiến thức về giới tính, tình dục, cũng giống như là nắm thực là vững những cái kiến thức về tránh thai ha. Và mỗi chúng ta ai cũng cần phải chịu trách nhiệm bằng cách là bảo vệ bản thân và chăm sóc sức khỏe của mình nếu mà có hoạt động tình dục nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người vào chiếc podcast tiếp theo.